Khi ấy trời Đế Thích lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa này vi diệu sâu xa, rất khó tin hiểu. Các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, mặc dù biết các pháp đều bất khả đắc, nhưng vì cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, muốn làm lợi ích lớn cho các hữu tình là việc rất khó làm. Vì sao? Vì quyết định không có an trụ vào chơn như tu Bồ Tát hạnh, mau an trụ vào địa vị bất thối chuyển, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, làm lợi ích lớn cho các hữu tình. Nhưng khi các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, quan sát tất cả pháp, hoàn toàn không sở hữu, đối với tánh của pháp sâu xa, tâm không thối lui, không nghi ngờ, không sợ hãi, cũng không mê loạn, những việc như vậy rất là hiếm có. Thiện Hiện nói với trời Đế Thích: Này Kiều Thi Ca, như lời ông nói, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, quán tất cả pháp hoàn toàn không sở hữu, với tánh của pháp sâu xa, tâm không thối lui, không nghi ngờ, chẳng sợ sệt, cũng không mê loạn, những việc như vậy rất hiếm có. Này Kiều Thi Ca, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, quán bản tánh tất cả pháp đều không, ở trong cái không ấy hoàn toàn vô sở hữu, vậy ai thối lui, ai nghi ngờ, ai kinh hãi, ai mê loạn? Cho nên khi các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, đối với bản tánh của pháp sâu xa, tâm không thối lui, không nghi ngờ, không kinh hãi, không mê loạn, rất là hiếm có. Trời Đế Thích thưa Thiện Hiện: Tôn giả đã nói đều căn cứ vào không, cho nên những gì nói ra thường không bị trở ngại. Ví như lấy mũi tên bắn lên hư không, nếu bắn gần hay xa đều không bị trở ngại. Những gì tôn giả nói cũng vậy, ở trong đó ai dám làm trở ngại? Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con nói như vậy, khen như vậy, ghi nhận như vậy là thuận với thật ngữ pháp ngữ của Như Lai ứng chánh đẳng giác. Tùy pháp đối với pháp thì có ghi nhận chân chánh không? Phật dạy trời Đế Thích: Này Kiều Thi Ca, ông nói như vậy, khen như vậy, ghi nhận như vậy đều thuận với thật ngữ pháp ngữ của Như Lai ứng chánh đẳng giác. Tùy pháp đối với pháp, không ghi nhận điên đảo. Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay, Bạch Thế Tôn, những gì Đại Đức Thiện Hiện nói đều căn cứ vào không vô tướng vô nguyện, cũng căn cứ vào bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, căn cứ vào bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, căn cứ vào tám giải thoát cho đến mười biến xứ, căn cứ vào bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, căn cứ vào pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, căn cứ vào chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, căn cứ vào thánh đế khổ tập diệt đạo, căn cứ vào bậc đại Bồ Tát, căn cứ vào tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, căn cứ vào năm loại mắt, sáu phép thần thông, căn cứ vào mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, căn cứ vào đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, căn cứ vào 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, căn cứ vào pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, căn cứ vào trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, căn cứ vào hạnh của đại Bồ Tát và quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật. Thế Tôn dạy trời Đế Thích: Này Kiều Thi Ca, cụ thọ Thiện Hiện trụ vào không của các pháp mà quán bố thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa còn bất khả đắc, thì làm sao có người hành bố thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể đắc, quán bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo còn bất khả đắc, thì làm sao có người tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo có thể đắc, quán bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc còn bất khả đắc, thì làm sao có người tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể đắc, quán tám giải thoát cho đến mười biến xứ còn bất khả đắc, thì làm sao có người tu tám giải thoát cho đến mười biến xứ có thể đắc, quán pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không còn bất khả đắc, thì làm sao có người trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không có thể đắc, quán chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì còn bất khả đắc, thì làm sao có người trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì có thể đắc, quán thánh đế khổ tập diệt đạo còn bất khả đắc, thì làm sao có người trụ thánh đế khổ tập diệt đạo có thể đắc, quán pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện còn bất khả đắc, thì làm sao có người tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện có thể đắc, quán địa của các đại Bồ Tát còn bất khả đắc, thì làm sao có người tu địa của các đại Bồ Tát có thể đắc, quán pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa còn bất khả đắc,
thì làm sao có người tu pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa có thể đắc? Quán năm loại mắt, sáu phép thần thông còn bất khả đắc, thì làm sao có người dẫn phát năm loại mắt, sáu phép thần thông có thể đắc? Quán 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng còn bất khả đắc, thì làm sao có người dẫn phát 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng có thể đắc? Quán Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả còn bất khả đắc, thì làm sao có người an trụ Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả có thể đắc? Quán 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp còn bất khả đắc, thì làm sao có người lấy các tướng hảo trang nghiêm thân này có thể đắc? Quán pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả còn bất khả đắc, thì làm sao có người dẫn phát pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả có thể đắc? Quán trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng còn bất khả đắc, thì làm sao có người dẫn phát trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể đắc? Quán tất cả hạnh của Đại Bồ Tát còn bất khả đắc, thì làm sao có người có thể hành tất cả hạnh của Đại Bồ Tát có thể đắc? Quán quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật còn bất khả đắc, thì làm sao có người năng chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thể đắc? Quán trí nhất thiết trí còn bất khả đắc, thì làm sao có người có thể đắc trí nhất thiết trí có thể đắc? Quán chư Như Lai ứng chánh đẳng giác còn bất khả đắc, thì làm sao có người chuyển vô thượng pháp luân có thể đắc? Quán pháp vô sanh diệt còn bất khả đắc, làm sao có người chứng pháp vô sanh diệt có thể đắc? Vì sao?